Với tài chính 450 triệu mà chúng ta muốn đầu tư bất động sản ngay khu công nghiệp thì đây là cái lựa chọn tốt nhất. Xin mời cả nhà chúng ta cùng theo dõi tiếp video của Trọng Thơ để chúng ta xem những tiềm năng của vị trí bất động sản này nha. Với vị trí bất động sản nằm tại khu phố 6, phường Minh Hưng, thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước, và diện tích của lô đất này là ngang 5, sâu cho 50, có 50 mét đất ở đô thị. Và ở đây cách đường 72 của Minh Hưng chỉ 500 mét, cách khu công nghiệp Minh Hưng 3, Minh Hưng Hàn Quốc chỉ 2 km, và đặc biệt hơn nữa là cách khu công nghiệp Shikiko Nhật Bản chỉ 500 mét. Với lô đất này chúng ta xây dựng để ở quá tuyệt vời quý vị. Ở đây chúng ta đi làm tại các khu công nghiệp này, di chuyển chỉ 5 phút đồng hồ là tới tất cả các công ty xí nghiệp rồi. Đặc biệt hơn nữa, lô đất này nếu chúng ta đầu tư để chúng ta xây dựng nhà trọ để cho công nhân thuê tại các khu nghiệp này, ở tại khu vực này thì quá tiện lợi nha quý vị ơi. Với giá chỉ 450 triệu, chỉ bằng 50% giá trị của năm 2021. Đây là một lựa chọn cực kỳ tốt cho những anh chị chúng ta có tài chính dưới 500 triệu. Dưới 500 triệu mà chúng ta sở hữu bất động sản tại thị xã Trơn Thành, Bình Phước, đây là cơ hội cực kỳ tốt nha. Đây, ngang 5, sâu cho 50 quý vị. Có 50 mét đất ở đô thị rồi. Và di chuyển ra quốc lộ 13 cũng chỉ 5 phút đồng hồ. Di chuyển ra tất cả các khu công nghiệp cũng chỉ 5 đến 10 phút đồng hồ. Và chợ, rồi người dân ở đông đúc. Đây chúng ta thấy nhà dân. Rồi tiếp theo, nhà dân ở đây. Rồi chúng ta di chuyển theo hướng này, ra đường 72 Minh Hưng chỉ 500 mét quý vị. 500 mét là tới đường 72 rồi. Và di chuyển về trung tâm của thị xã Trơn Thành cũng chỉ 6 km là tới trung tâm của thị xã Trơn Thành rồi. Đây là một cái vị trí cực kỳ tiềm năng để chúng ta đầu tư vào bất động sản. Và tiếp tục, đấy, chúng ta có thể thấy bên đối diện bất động sản chúng ta là một vườn cao su. Ở đây vườn cao su này chuẩn bị cắt cây nha quý vị, chuẩn bị cắt cây. Và được những sàn bất động sản săn để chúng ta phân lô tách thửa. Đây là cơ hội tốt để chúng ta đầu tư vào thời điểm trước khi người ta làm cái dự án ở đây, thì sau này chúng ta có cái cơ hội để bán ra cho những người đang muốn sở hữu bất động sản. Nhanh tay gọi Trọng Thơ để Trọng Thơ gửi vị trí, gửi sổ, và chúng ta lên xem thực tế vị trí, xem thực tế, đi khảo sát tiềm năng quanh khu vực bất động sản này và đưa ra quyết định sáng suốt nhất nha.